Hai chào cả nhà mình hang thì mình đang có một sự cố đang rất là cần anh em nào hiện tại đang ở Gia Lai. Anh em giúp cho mình tìm giùm mình một chiếc xe nào hiện tại là đang ở An Khơi. Mình muốn tìm một chiếc xe ở An Khơi và Buôn Ma Thuột. Anh em nào biết thì nhắn tin cho mình với nha. Thật sự nó là mình có gửi con chim hôm qua đi về Buôn Ma Thuột nhưng mà xe họ chạy lúc về tới An Khơi luôn mà hiện tại bây giờ thì không thể nào mà tìm ra xe để dư dời đó. Anh em là có số điện thoại của xe nào hiện tại mà đang chạy buổi sáng nay á thì cho mình xin với nha. Thì hiện tại hồi sáng giờ mình cũng tìm rất là nhiều anh em mà cũng hối cái người mà hôm qua nhận chim của mình gửi đi nữa và họ cứ nói là họ đang tìm xe mà không có, cứ nói họ xe chạy hồi lúc 4-5 giờ sáng rồi và bây giờ thì chỉ có xe chiều thôi. Nhưng mà bình thường mình ở dưới này á thì mình thấy là xe họ chạy xuống đây là cũng trưa là cũng quá trời luôn mà không biết tại sao. Thật sự mà nó là rất là mong anh em giúp đỡ mình với nha. Đây, quýnh lộn nữa. Thì hiện tại thì ba đứa cho bò hồi bữa giờ mình nuôi nó vẫn bình thường không có gì hết ha. Thì như anh em nói thì nuôi chim thì nó có này có kia thì sợ là đúng là như vậy ha. Nó có nhiều cái trường hợp xảy ra mình không có làm biết được lắm. Cho nên là anh em cứ nuôi giống như những gì mà anh em xem của người khác cũng được mà chịu khó ha. Nói chung là chim nào cũng vậy. Mình đối với mình thì mình thấy là nên xài thuốc này kia nọ anh em bỏ có vitamin hay có chỗ uống vitamin nè, có thuốc bổ chỗ uống thuốc bổ nè. Thậm chí có nhiều anh em chơi lấy thuốc bổ mà dạng mà của người á và anh em cho nó ăn cho nó uống ha, thì pha vô như vậy á thì để con chim mình á nó ăn khỏe hơn. Rồi thằng mà đúng thiệt, nhưng mà mình thấy nhiều con á cho uống thuốc bổ vô rồi nó ăn tàn sát luôn á. Thì như vậy thì chim mình sẽ rất là khỏe. Nên em mới nói như vậy sau này nó yếu, thật sự không có đâu nha. Lý do vì sao mà con chim ngoài tự nhiên tuổi thọ nó sống không bao giờ cao bằng những con chim nuôi trong nhà. Nhưng mà đặc biệt cái thì có những cái trường hợp mà ngoại lệ xảy ra, ví dụ như chim mình nó bị trúng gió này kia nọ thì nó mình không thể nào mà mình biết được. Chứ còn mà ví dụ mà nuôi mà kiểu này mà đến lớn nghe trang đầy đủ đàng hoàng thì tuổi thọ nó sẽ cao rất là nhiều. Ở ngoài tự nhiên như là lúc mà mưa bão rồi tụi nó đâu phải nào đi tìm thức ăn được đâu, nó phải bư này kia nọ ăn, là nhiều lúc thì nó sẽ đói lạnh đói rét chết. Còn như ở mình nhà mình nó thì cứ để như vậy thì tụi nó nắng thì che nắng mà mưa thì mình có mưa che ha. Và đặc biệt một cái ha thì mình cũng chia sẻ với anh em luôn, thì có mấy anh hỏi mình là cái phân biệt con thú và bò con như thế này là trống máy. Thì hồi xưa mình có chỉ anh em rồi, và đặc biệt cái á có nhiều người họ nói á là cái họng của con thú nè thì cái con nào mà có những cái vành đen á, thì nó sẽ là con trống và không có vành đen sẽ là máy. Tuy ha, không phải con nào cũng như vậy ha, nhưng ổ này ba con của mình nè thì thôi là nó không có con nào có vành đen hết, không lẽ ba này bằng máy. Nhưng mà sự ổ này á thì như mình nhìn á thì nó ra có thể là hai con trống một con máy. Thì con máy là con nào thì mình sẽ chỉ lại cho anh em xem ha. Anh em thấy không, nhìn hai cái họng của con này là nó rất là đỏ, và cái anh này cái miệng anh này khá là lọt nè, cả nhà thấy không, nó màu vàng à, thì anh này sẽ là máy. Theo như mình nhận định, theo mình nhìn thì cũng tầm khoảng đúng 60% thôi chứ cũng không có gọi là chính xác ha. Nhiều lúc mà mình nói thiệt cái xét nghiệm màu mỡ, nói chung có nhiều cái xét nghiệm thì nó cũng không có chính xác luôn đó nhưng mà đối với khú thì cũng khá là khó, tại vì anh em xét nghiệm trồng màu thì rất là dễ, tại vì mình thấy mấy cái đó không dùng. Còn lửa với lại khú á thì nó hiện tại bây giờ thì mình cũng đang thử với lại cái anh xét nghiệm đó xem cái phương pháp nào gọi là chính xác nhất. Nói chung thì chỗ này là cũng là chỗ xét nghiệm mới thôi. Còn mà siêu âm á thì thật sự nói là ở vòng vòng mình không ai siêu âm hết, nhưng mà đối với những anh em mà ở ngoài Bắc là mình thấy là anh em ngoài đó là chơi siêu âm. Mình không biết siêu âm kiểu gì nữa tại vì cái máy siêu âm của người mình đó là phải ở một cái vùng trống này kia nọ. Còn mình đem xuống chỗ mà thú y á, siêu âm chó mèo á thì họ lại nói là siêu âm không được, tại vì cái lăng đó nó cũng khá là to. Nói chung là siêu âm chó mèo thì mình thấy nó cũng y chang của người mình luôn, nó cũng cầm một cái lăng và két dung dịch gì đó lên và quơ.
ba đứa kia thì nó đã chậm dần rồi, bắt đầu quýnh lộn rồi ha, và tụi nó cũng đã mổ lai rai luôn rồi. Đây ba đứa này thì cũng khá là quậy rồi ha, quýnh lộn dữ lắm. Và đặc biệt ha, xíu mình sẽ quay cho anh em xem, có một bé nó lại ra bông nữa ha. Ông này thì không phải rồi, câu đứa nó ra bông ngay chỗ này nè, để mình coi coi sang coi nào. Mình mới thấy ngày hôm qua. Đây 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 đây, nó đây. Nghe này cả nhà thấy không? Có một chấm bông ở dưới ngay cái gần cái yếm ha. Lên cầu đứng không? Lên đây đứng rồi. Đứng nhìn cho rõ. Xét lại. Đó cả nhà thấy không? Thấy cọng trắng không? Đó 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 nè nè đó đó đó. Đó. À. Như anh em nhìn con bên này ha, nó không có ha, con này có nè, à, nó có cọng trắng. Chứ không phải là con nào cũng như con nấy nha, cái nào bông thì mình nói bông, nó lơ thì mình nói thôi. Đó, nhìn cho thấy nè, à, như con bên này có đâu. Để mình đưa con kia xuống nữa coi. Đi xuống đây coi. Đứng em, đứng em. Thấy không, con này không có nè, chỉ cái này có thôi. Có một anh ngay cái mí mắt cũng có một chấm bông nữa, mình không nhớ anh nào, nhưng mà ba đứa là thấy có rồi đó. Thì ba đứa này hiện tại thì vừa mổ được và vừa ăn được ha. Thì ba đứa này nó chỉ mổ sâu thôi. Thì sâu hiện tại thì mình đang cho tụi nó ăn là những con sâu sữa nè, à, tại vì nó đâm hiều được con sâu gạo rồi. Giờ thì anh em bắt về thì anh em chỉ có là ngồi chơi và đút, đút. Vẫn cũng phải đút nha, tại chứ không phải là bỏ nó mổ không thì không được nha. Nó mổ được là tại nhờ cái anh nhỏ này nè, ảnh cứ đút khiều khiều đút đút vậy, cái tụi nó thấy nó khiều khiều thì nó sẽ bắt chước và nó làm theo thôi. Đi Gabi. Ok vậy ha, thì mình thật sự nói là rất là mong anh em giúp đỡ mình. Thì mình có gì mọi người cho mình xin cảm ơn trước nha. Và anh em nào thật sự nó biết số tài xế xe mà hiện tại bây giờ đang chuẩn bị chạy nữa cũng được. Thì mong anh em chia sẻ với mình đó nha. Thì có thể là nhắn tin qua Zalo, không cần phải gọi điện thoại cho mình đâu. Tại vì gọi điện thoại thì anh em sẽ tốn tiền nha. Anh em cứ nhắn tin cho mình qua Zalo là 0929887346 nha. Dạ, sự của nó là rất là mong được anh em giúp đỡ mình với. Thì từ hồi đó giờ đây là lần thứ hai mình bị rồi. Và hồi trước á, không phải là bị lúc gửi đi mà không nói. Hồi trước á, là mình gửi đi nhưng mà xe á, là ở chỗ mình á, thì họ không có gửi. Là lúc đó là mình gửi chim con cũng là thú do bò đi ra ngoài Bình Định. Và xe họ không có xe và họ hư cái họ không có gửi.
họ để luôn ở ở nhà xe bên mình mà họ không báo cho mình, và ở ngoài kia thì anh khách anh không nhận được, anh mới gọi cho mình. Thì lúc đó mình mới gọi cho nhà xe, thì nhà xe nói là hiện tại là chim đang còn ở chỗ đó chưa đi, còn bây giờ là gửi lên rồi mà xe tới chỗ mà họ không có giao và họ chạy luôn ở đi đến một địa điểm khác nữa. Cho nên là đây thật sự nó là lần thứ hai mình bị, mình cũng không biết sao, nhưng mà sợ nó đồ ăn thức uống thì bỏ vô cũng khá là đủ rồi, nhưng mà mình như là anh em mua, anh em có tâm lý là thật sự nó là mình cũng không nào tin được cái người khác đúng không. Cho nên đối với mình cũng vậy, mình lúc nào mình cũng rất là muốn là anh em phải là chu toàn về hết toàn bộ khi mà chim rồi và anh em nó sẽ khỏe mạnh này kia nọ, cho nên là mình rất là muốn bé nhanh nhanh quay đầu, chứ mà cỡ sức không quay lại là không được. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc video này luôn ha, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người lúc sau nha.